Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình làm video này là để làm một cái event nhỏ tặng cho các anh em đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình. Thì event này mình có tặng cho các bạn đó chính là 6 đôi cánh đó. Và cách thức tham gia như thế nào thì mình sẽ phổ biến luôn. Bây giờ cách thức đầu tiên thì các bạn comment ở dưới bình luận của video này, gồm có tên ID nhân vật của các bạn, số ngẫu nhiên từ 1 đến 1000 và phần quà mà bạn muốn chọn như là cánh màu trắng hoặc cánh màu đen. Ví dụ như sau. Ví dụ mình là Hot Bar Channel, tên nhân vật của mình. Rồi con số mình chọn đó là 302 và phần quà mình muốn chọn là cánh màu trắng. Sau khi các bạn bình luận xong thì phần quà của mình sẽ được trao cho các bạn vào lúc 20 giờ 30 phút vào ngày 20 tháng 9, tức là vào ngày mai. Ai tham gia thì sẽ có nha. Và bạn bè của các bạn nào mà chưa có thì các bạn có thể rủ bạn bè đến tham gia cũng được. Biết đâu mình quay random ngẫu nhiên chúng thì sao. Nên là anh em nào mà biết thì có thể rủ bạn bè tham gia ủng hộ kênh của mình cũng được. Rồi bây giờ mình xin phép chào tạm biệt anh em và sẽ hẹn gặp lại anh em vào ngày tối ngày mai vào lúc livestream của mình nha. Rồi bây giờ mình xin tạm biệt anh em nha. Chúc anh em có một ngày chơi game vui vẻ và đào bảo thật là nhiều kho báu nha. Và chúng thật là nhiều rương vàng. Bye bye anh em.